Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Quốc Sáng. Xin chào anh Quốc Sáng ạ, tình hình mưa dông ở phía Nam như thế nào rồi thưa anh? Vâng, chiều tối nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đã có mưa to và gây ngập úng cục bộ. Tại thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, quận 5, quận 10 và huyện Bình Chánh là những nơi đã có mưa dông mạnh với độ phản hồi trên ảnh radar ở mức màu cam. Thậm chí ở nơi Thủ Đức thì còn có nơi lên tới màu đỏ như thế này, gây mưa rất to và ngập. Dự báo mưa vừa mưa to còn xảy ra trong khoảng nửa tiếng nữa, sau đó mới giảm dần, nước ngập cũng rút dần. Bù lại lượng ẩm lớn sau mưa sẽ mang đến tiết trời dịu mát, nhiệt độ lúc 22 giờ ở mức là 27 độ C và sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 26 độ vào lúc sáng sớm mai. Khả năng tình trạng ngập úng sẽ còn lặp lại vào chiều mai ở thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa, khi dự báo là mưa dông sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ và có những nơi mưa rất to lên đến trên 80mm, đề phòng cả lốc sét và gió giật mạnh kèm theo cơn mưa. Còn tại thủ đô Hà Nội, dự báo tối và đêm nay trời tạnh giáo, dịu mát, dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung tâm thành phố cũng như khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn khoảng là 25 độ C, các khu vực khác nhiệt độ khoảng 26 độ C. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.